Nhưng cháy phố qua Nguyễn Thượng Hiền mà không ghé lại nhà số 5 uống trà sữa pha máy lại dở rồi. Để chứng minh là tôi không dở nên mới có cái clip này mọi người. Nói chứ hôm nay dẫn mọi người lại cái quán bán trà sữa mang đi, tên là Grand Tea. Cái biển hiệu thì rõ to, dù cái quầy thì hơi bé, chịu khó dòm tí xíu là ra nha. Nghe đồn á là có trà sữa pha máy hay hay nên là tôi gọi một chiếc trà sữa chôm chôm với lại một cái trà trái cây thập cẩm, coi coi nó có mát mẻ mùa hè không á. Mua thêm hai cái mochi, một cái matcha, một cái sikula ăn cho vui cửa vui nhà. Ở đây á thì chị bán mang đi thôi nha mọi người ơi, không có chỗ ngồi lại nha. Cũng cái tiệm này nhưng mà ở bên đường Nguyễn Gia Trí Bình Thạnh á thì có chỗ ngồi lại, còn ở bên đây á thì không. Nhớ để ý chứ không lỡ công lỡ chuyện ráng chịu nha. Tôi á hả lẹt quẹt xách hai cái ly nước mới mua đi qua bên một cái chỗ khác ngồi chờ bạn ra đi ăn chiều. Thấy đi làm văn phòng cực chứ bộ mọi người, làm đúng giờ mới được ra, ngồi đợi á dễ cọc cho nên là hả tôi mới phải bơm trà sữa vô trong người cho nó cân bằng lại. Xách từ bên kia qua bên đây mà trà sữa vẫn đậm nhau quý vị. Kiểu này á uống hết ly có vẻ là vẫn còn ngon nghẻ à nghen. Ê mà cái trà sữa này đúng là trà sữa mọi người, thơm lắm mà cái vị nó đậm nữa, quá hồi so với chất lượng nha. Trà trái cây á thì có topping trái cây này kia nè, vị chua chua mát mát, tôi thích trà sữa hơn cho nên là trà trái cây không có chiếm được trái tim bé bỏng của tôi nhờ. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 8 á thì được mua một tặng một trà dâu, còn tôi á lại không phải ngày 1 tháng 8 cho nên là tôi đấu được đó mọi người. Dù hơi buồn nhưng mà vẫn không quên nhắc mọi người là cái tiệm này á có nhận luôn tiệc trà sữa số lượng lớn, có trên các app giao hàng với lại có nhận quyền luôn nha.